sao Phương Nga, Minh Tú ảo thớp, Tử Vi lọt vào top 50 của cô gái đẹp nhất thế giới. Bên cạnh danh hiệu vẻ đẹp vượt thời gian, Timeless Beauty của chuyên trang sắc đẹp Mixology, cộng đồng fan sắc đẹp cũng nôn nóng tìm ra người đẹp giành chiến thắng Hoa hậu của các Hoa hậu Miss Grand Slam 2018. Danh sách top 50 mỹ nhân được đánh giá cao nhất từ hơn 100 thí sinh in top từ 5 cuộc thi Hoa hậu vừa được công bố, đã cho thấy cách lựa chọn không cào bằng và khá thắng tay của chuyên trang tin tức Hoa hậu Global Beauty. Hai đại diện Việt Nam lọt vào top 10 Miss Supranational, Miss Grand International là Minh Tú và Phương Nga cùng vắng mặt. Trong khi đó, Venezuela, Peru, Mexico, Thái Lan lại sở hữu đội hình hùng hậu cùng tranh giải. Chuyên trang Global Beauty cũng lựa chọn top 50 ứng viên từ danh sách các người đẹp lọt vào top chung cuộc của các cuộc thi. Dàn mỹ nhân Việt Nam tham gia dự thi Hoa hậu quốc tế năm 2018 có Hồ Hèn Nhê, top 5 Miss Universe và Tiểu Phi, top 30 Miss World góp mặt trong top 50 Miss Grand Slam 2018. Điều này nằm ngoài dự đoán của các fan, chính là top 10 Miss Supranational Nguyễn Minh Tú và top 10 Miss Grand International Bùi Phương Nga lại không xuất hiện trong top 50 Hoa hậu của các Hoa hậu. Hồ Hèn Nhê một lần nữa là gương mặt nổi bật nhất giải thưởng bình chọn Hoa hậu của tất cả các cuộc thi Hoa hậu. Có vẻ Miss Grand Slam 2018 đánh giá từng thí sinh, chứ không đặt nặng việc thứ hạng và không hề có sự đồng đều số lượng ứng viên đến từ 5 cuộc thi. Dừng chân ở top 30 Miss World, Tử Vi vẫn được đánh giá cao và vào top 50 Miss Grand Slam. Đó chính là lý do Hoa hậu Trần Tiểu Vi dù chỉ dừng chân ở top 30 Hoa hậu thế giới nhưng vẫn được gọi tên, trong khi Minh Tú, Phương Nga là cặp đôi top 10 của Hoa hậu siêu quốc gia, Hoa hậu Hòa bình quốc tế lại không xuất hiện trong bảng đề cử Miss Grand Slam 2018. Thành tích top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế của Á hậu Phương Nga không được Global Beauty đánh giá cao. Tương tự Phương Nga, Minh Tú lọt top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2018 nhưng cũng vắng bóng tại Miss Grand Slam 2018. Việc Tiểu Vi góp mặt ở top 50 Miss Grand Slam 2018 cũng khiến nhiều fan nhận ra Global Beauty có sự ưu ái đặc biệt dành cho cuộc thi Hoa hậu thế giới. Có đến 17 trên 50, chiếm 34% ứng viên tranh giải Hoa hậu của các Hoa hậu đến từ Miss World. Điều này khiến các fan đặt nghi vấn lớn đối với cách chọn ứng viên top 50 của Miss Grand Slam 2018. Miss World được ưu ái lộ liễu với 17 thí sinh, Miss International chỉ có 3 đại diện. Hé lộ cuộc sống hiện tại của top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 sau một năm đăng quang. Hồ Hèn Nhê đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là một trong những đại diện nhan sắc quốc gia, người đẹp trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện lớn và luôn đầu tư trang phục chỉnh chu. Phong cách thời trang của cô được đánh giá thanh lịch, sang trọng. Trong suốt một năm đăng quang, Hồ Hèn Nhê có cuộc sống bình dị, không gây chú ý bằng những món hàng hiệu xa xỉ. Hoa hậu tâm sự, phương miện là thay đổi lớn nhất cuộc đời cô, giúp cách xê tăng gấp nhiều lần, nhưng không đồng nghĩa cô có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Người đẹp chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ, trả nợ ở quê nhà và dành tiền trang trải cho cuộc thi Miss Universe. Làm hoa hậu, tôi vẫn miệt mài hoạt động, lo cho gia đình và tương lai sau này, cô bày tỏ. Dấu ấn lớn nhất của Hèn Nhê trong nhiệm kỳ chính là thành tích top 5 Miss Universe 2018. Lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao trong lịch sử tại đấu trường nhan sắc, được đánh giá là khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Xuyên suốt cuộc thi, Hồ Hèn Nhê luôn thể hiện một hình ảnh đầy năng lượng, quyết tâm trong mọi hoạt động. Ngoài vị trí đầy tự hào, câu chuyện vừa khó, từ chối chuyện kết hôn năm 14 tuổi để theo đuổi ước mơ của Hồ Hèn Nhê còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với bạn bè quốc tế sau cuộc thi. Đi lên từ khó khăn, Hồ Hèn Nhê luôn thấu hiểu và hướng tấm lòng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Cô từng dành hết tiền thưởng làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt một năm nhiệm kỳ đầu tiên. Đại sứ nhân ái đồng hành cùng chương trình Nâng Bước Đến Trường, tham gia chương trình chăm sóc, thính lực cộng đồng tại Việt Nam 2018, đại sứ toàn cầu Room to Red. Với những hoạt động không ngừng nghỉ ấy, Hồ Hèn Nhê được vinh danh trong giải thưởng Ngôi sao vì cộng đồng. Cô cảm thấy vinh dự và mong muốn tiếp nối các dự án của mình ở quy mô rộng lớn hơn trong những năm tiếp theo. Trong một năm đăng quang, Hồ Hèn Nhê trở về nhà ăn mừng thành tích top 5 Miss Universe 2019. Người đẹp vẫn giữ nét giản dị, nụ cười rạng rỡ và khiến đông đảo khán giả nước nhà yêu mến bởi chính tâm hồn và nhân cách của mình. Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Sau cuộc thi, cô khá im hơi lặng tiếng so với hai nhan sắc còn lại. Thỉnh thoảng, cô đảm nhận vai trò vedette trình diễn vì mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế.
Hoàng Thùy nỗ lực tăng cân, giúp sở hữu vóc dáng gợi cảm hơn với số đo 82, 60, 94. Người đẹp quê Thanh Hóa cũng niềng răng, mong có được hàm răng hoàn hảo. Hoàng Thùy xây dựng hình ảnh một nữ hoàng sắc đẹp, khác với phong cách top model trước đây. Dự kiến cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, nhưng không cảm thấy áp lực trước vị trí mà Hồ Hèn Nhê đạt được. Với tôi, Hồ Hèn Nhê đóng vai trò như một ngọn cờ tiên phong, mở đường cho nhan sắc Việt tiến đến những nước cao hơn tại Miss Universe. Nhờ thành tích này, bạn bè thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cô ấy truyền động lực rất lớn cho những người đi sau. Mô Thủy chia sẻ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng Vũ, giúp cô có nhiều trải nghiệm mới mẻ so với công việc người mẫu trước đây. Cô trở thành gương mặt không thể thiếu ở các sự kiện và có phong cách thời trang biến hóa phù hợp. Mô Thủy vẫn duy trì hoạt động chụp ảnh, trình diễn thời trang nhưng hạn chế hơn trước đây. Mô Thủy đẩy mạnh hình ảnh tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Ngoài ra, cô đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng đến đối tượng sinh viên. Trong suốt một năm qua, top 3 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 chỉ hội ngộ duy nhất một lần khi trình diễn trong bộ sưu tập của Công Trí tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê đuối sức, 5 ngày liên tiếp chỉ ngủ 5 tiếng khiến ai cũng lo lắng. Vào tối ngày 17 tháng 1, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê khiến người hâm mộ bất ngờ và lo lắng khi lần đầu tiên chia sẻ nỗi buồn và sự đuối sức vì lịch trình dày đặc trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân mệt mỏi nên không đủ sức tham gia các sự kiện ý nghĩa mà mình được mời, vì vậy cô rất áy náy vì đã làm nhiều người phải buồn. Hoa hậu viết, ai chế cho Hèn thuốc tăng lực mà làm việc được 24 giờ đi, thấy việc nhiều mà không thể xếp lịch, sức khỏe luôn đó, làm mọi người phải buồn rồi. Dòng chia sẻ này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hơn 100 bình luận được đưa ra đều là những lời hỏi han sức khỏe với Hồ Hèn Nhê và khuyên cô nên tiết chế đi sự kiện, không nên ép bản thân làm việc quá sức. Trong phần bình luận, Hồ Hèn Nhê cũng trải lòng thêm. Xưa còn làm mẫu ước đầy show, giờ điều ao ước đó thành hiện thực cũng vui mà cũng đỡ không kịp lắm nè. Sau đó khi trả lời một người bạn, cô kể thêm, em lờ đờ này anh ơi, thật 5 ngày liên tục ngủ không quá 5 tiếng. Những người theo dõi Hồ Hèn Nhê lâu nay đều nhận thấy, việc hoa hậu kêu đuối sức và chia sẻ về sự vất vả trong công việc là rất hiếm hoi. Được biết đến như một cô gái giàu năng lượng, Hồ Hèn Nhê luôn cười hết cỡ và thể hiện sự vui tươi trong mọi sự kiện. Sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàng Vũ với thành tích top 5, tên tuổi Hồ Hèn Nhê rất có sức hút và cô đã nhận được những lời mời quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng một tháng nay, Hoa hậu tham dự hàng chục sự kiện lớn nhỏ. Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm thành tích top 5 tại quê nhà, Hồ Hèn Nhê cũng là nhân vật chính của gần 10 hoạt động trong vòng 4 ngày. Ở hoạt động nào, cô cũng là tâm điểm và được khán giả cũng như truyền thông săn đón. Theo quan sát, có ngày đến gần nửa đêm, cô vẫn trả lời phỏng vấn hai kênh truyền hình lớn với giọng nói càng lúc càng khàn đặc. Mới đây nhất, Hồ Hèn Nhê vừa có 5 ngày liên tiếp di chuyển giữa 5 địa phương ở Việt Nam trên những chuyến bay liên tục. Đó là một chuyến đi đến Hà Nội, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột, Long An và trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là khoảng thời gian mà Hồ Hèn Nhê nói là 5 ngày liên tiếp, mỗi ngày ngủ không quá 5 tiếng. Theo ekip của Hồ Hèn Nhê, từ ngày 10 tháng 1 cho đến gần Tết, lịch trình của hoa hậu là rất dày đặc. Ekip phải từ chối khá nhiều lời mời, kể cả những chương trình khá lớn vì không thể sắp xếp được thời gian. Hoa hậu Hương Giang bất ngờ tái hiện màn catwalk đỉnh cao khiến cộng đồng mạng phát sốt thế này đây. Năm 2018 là năm cực kỳ thành công đối với Hương Giang khi cô từ một ca sĩ chưa được đánh giá cao trong giới giải trí bỗng vụt sáng thành ngôi sao với chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2017. Kể từ đó, Hoa hậu Hương Giang cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực thời trang với vai trò trình diễn vedette tại nhiều show diễn của các nhà thiết kế lớn. Ngoài ra, cô cũng là chủ sĩ của chương trình Chinh phục Hoàng Mỹ để tìm ra người đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip Hương Giang mặc bikini, catwalk ở bậc thang trên nền nhạc Miss Universe. Dù chỉ là một clip quay vui, nhưng Hương Giang cũng khiến người xem trầm trồ thán phục với những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển theo nhạc của cô. Catwalk trên bậc thang không phải là điều dễ dàng, nhưng có vẻ như đây chỉ là chuyện nhỏ với Hương Giang, khi mà nàng hậu không cần nhìn xuống chút nào, gương mặt vẫn thần thái, vẫn đầy kiêu hãnh và tự tin sải bước. Thậm chí, Hương Giang còn xoay người, hớt tóc vô cùng đẳng cấp. Hương Giang cũng chính thức gia nhập làng ngũ những mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt với số đo 56. Được biết có khoảng thời gian cô ép cân khắc nghiệt, ám ảnh chuyện bụng to, mỗi ngày chỉ ăn một quả trứng luộc để giữ vóc dáng. Hương Giang bây giờ ngày càng hoàn thiện mọi kỹ năng từ hình thể, thần thái, những bước catwalk.
Bạn thấy sao về màn catwalk bikini cực bốc lửa trên nền nhạc Miss Universe 2018 của Hương Giang?